Cảnh báo thai chết lưu do mẹ mắc đái tháo đường nhưng không điều trị. Thai chết lưu là hậu quả tất yếu có thể do bị nhiễm toan hoặc bị dị tật tim, thần kinh. Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mới đây nhất khoa nội tiết và đái tháo đường tiếp nhận một bệnh nhân là nữ 32 tuổi, nhà ở ngoại thành Hà Nội từ khoa sản chuyển sang. Bệnh nhân mang thai lần thứ tư, một lần sảy, con thứ hai nặng 4kg. Bệnh nhân được phát hiện đường máu cao từ tuần thai 28 nhưng không điều trị gì. Ở những lần khám thai sau đó, siêu âm thấy thai to và đau ối. Nhưng bệnh nhân nghĩ bình thường vì cho rằng mấy lần trước đẻ ở huyện vẫn không sao. Thậm chí khi có triệu chứng khát nước tiểu nhiều cũng vẫn mặc kệ. Cho đến cách đây hơn một tuần, ở tuần thai thứ 40, khi sản phụ đi khám thấy tim thai chậm và được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai thì đã mất tim thai và do thai to nên phải mổ lấy thai lưu. Qua thăm hỏi và khám bệnh thì thấy bệnh nhân này và cả bác sĩ khám thai đã quá chủ quan. Vì có rất nhiều yếu tố nguy cơ hoặc dấu hiệu bị đái tháo đường, như tiền sử có bố đẻ bị đái tháo đường tiếp 2, mang thai lần thứ 4, có tiền sử đẻ con to 4kg, thai to và đau ối, đã phát hiện đường máu cao, có triệu chứng của đái tháo đường. Xét nghiệm HbA1c lúc vào viện là 8,3%, chứng tỏ đường máu cao từ 3 đến 4 tháng trước. Vì vậy, thai chết lưu là hậu quả tất yếu có thể do bị nhiễm toan hoặc bị dị tật tim, thần kinh nặng. Qua trường hợp trên, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, trưởng khoa nội tiết và đái tháo đường khuyến cáo, những người phụ nữ có thai mà có các yếu tố nguy cơ sau, tuổi trên 35, mang thai nhiều lần hoặc thai IVF, tiền sử đẻ con to, gia đình có người thân bị đái tháo đường tiếp 2, có thừa cân béo phì, tiền sử hội chứng buồng trứng đa nang hoặc tiền sử bị đái tháo đường thai kỳ ở lần mang thai trước, v.v. thì cần được sàng lọc đái tháo đường thai kỳ ngay trong 3 tháng đầu tiên. Ở những lần khám thai đầu, nếu không bị đái tháo đường thì cần kiểm tra lại ở tuần thai 24 đến 28. Nếu được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải điều trị ngay bằng chế độ ăn cộng với tập luyện và theo dõi đường huyết mao mạch tại nhà và đi khám định kỳ chuyên khoa nội tiết mỗi 1 đến 3 tuần.